Ông Nguyễn Tiến Dũng đã có hơn 20 năm đóng góp cho sự phát triển của công nghệ thông tin trong ngành tư pháp. Ông đã trực tiếp chỉ đạo và triển khai thành công nhiều ứng dụng công nghệ thông tin như cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, hệ thống thư điện tử Bộ Tư pháp, hệ thống quản lý cán bộ và chức danh tư pháp. Với những đóng góp trên, năm 2013, Bộ Tư pháp vươn lên vị trí thứ 2 trong số các bộ ngành về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin.